Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube tập yoga cùng blog Yogi Travel VN. Và bài tập yoga ngày hôm nay là bài thứ 5 nằm trong chuỗi bài tập yoga dành cho người mới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học thêm một vài động tác mới và học cách gồng, siết chặt, giữ chặt cơ bụng. Nào, kẻ thảm ra và bắt đầu thôi. Hãy bắt đầu bằng ngồi lên giữa thảm, thả lỏng vai, thả lỏng đầu ra. Mình hít thở một vài nhịp trước khi mình vào bài tập. Khuôn mặt mềm và nhịp thở dài. Hít vào thật sâu, rồi thở dài ra. Đặt tay phải lên bụng và đặt tay trái lên lồng ngực. Mình sẽ hít thở bằng hai thì, bụng và lồng ngực. Hít vào, nâng bụng lên, rồi nâng lồng ngực lên. Thở ra, hạ lồng ngực và hóp bụng để sạch sẽ khí ra. Lặp lại như vậy một vài nhịp nữa. Cảm nhận bụng và lồng ngực phập phồng trong mỗi nhịp hít vào và thở ra. Nhịp hít thở cuối cùng, hít vào sâu, lồng ngực mở rộng, bụng mở rộng ra, rồi thở ra hạ từ lồng ngực và hóp bụng để sạch sẽ khí ra ngoài. Đặt hai tay của bạn lên đầu gối trở lại. Quay trở lại nhịp thở bình thường. Hít bằng mũi và thở bằng mũi dài ra. Mình khởi động nhẹ cho chuỗi cột sống trước khi mình vào bài tập. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người giãn lưng lên, ngẩng mặt nhìn theo tay luôn. Và thở ra mở ngang tay, rướn người về phía trước, kéo cằm về phía trước, giãn lưng ra. Cố gắng rướn dài cằm ra, đừng cuộn lưng mà đẩy lồng ngực, đẩy vai và đẩy cằm về phía trước. Lặp lại. Hít vào, ngẩng mặt, rướn lên và vươn hai tay cao lên trời. Thở ra, mở ngang tay, rướn cằm về phía trước, rạp dài người xuống nhiều hơn. Hít vào, vươn lên, rướn dài người, kéo giãn lưng. Thở ra, rướn về phía trước, mở rộng vai, dang ngang hai tay dài, đẩy cằm, đẩy lồng ngực về trước. Hít, vươn rướn dài người lên. Thở ra. Một nhịp nữa. Hít, vươn lên rướn người dài, hai tay vươn cao. Rồi thở ra, rạp dài về phía trước,
rướn cằm, rướn lồng ngực ra. Hai tay chắp trước ngực và nâng lồng ngực lên vị trí trung tâm trở lại. Hít vào, mở ngang tay, vươn hai tay lên trời, giữ hai tay vươn cao, nghiêng hết người qua bên phải, cố gắng giữ đầu ở giữa hai tay, nghiêng dài người, xoay mặt nhìn lên trời luôn. Hít vào, vươn lên và thở ra nghiêng dài qua trái. Hít, thở qua phải. Hít, vươn lên, rồi thở rướn qua trái. Vòng cuối cùng, hít vào, thở ra. Hít, rồi thở rướn qua trái. Nâng người, xòe các ngón tay vươn lên và hạ hai tay xuống đầu gối trở lại. Từ vị trí này, mình chống hai tay và đứng thẳng người lên, đứng lên đầu thảm luôn. Mũi chân khép lại, gót chân hơi mở ra, hai bàn tay mở rộng, đứng thẳng trong tư thế trái núi. Mắt nhìn thẳng vào một điểm trước mặt, cảm giác lên mũi chân và gót chân. Hít vào, nâng gót chân lên và nhón chân lên, đứng thẳng lên. Thở ra, hạ gót chân và nâng các ngón chân lên khỏi sàn. Lặp lại, hít vào, mũi chân nhón, nâng gót chân lên. Thở ra, hạ gót chân, nâng các ngón chân lên khỏi sàn. Động tác này sẽ giúp bạn tăng cường cơ lên phần arch, phần cơ ở dưới gan bàn chân, giúp cho bàn chân của mình chắc hơn và khỏe hơn, giữ thăng bằng được tốt hơn. Lặp lại một lần nữa, hít, nhón mũi chân, nâng gót chân cao lên. Thở ra, hạ gót chân, nâng các ngón chân lên khỏi sàn. Nhịp cuối cùng, hít, mũi chân nhỏ, nâng các ngón chân lên. Nếu được, vươn hai tay lên trời luôn, giữ người rướn dài thăng bằng. Thở ra, hạ gót chân, hạ tay, nâng các ngón chân lên khỏi sàn. Và hạ lỏng hai tay xuống, bắt đầu chuỗi chào mặt trời của ngày hôm nay. Mũi chân khép lại, gót chân hơi mở ra, hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn dài người, giãn lưng. Thở ra, rạp dài xuống, hai tay chụm bên chân, có thể khuỵu đầu gối, thả lỏng đầu xuống, hít vào, rướn lưng song song mặt đất, ngẩng mặt nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống sàn, bước chân phải ra sau. Lần này giữ đầu gối chân phải nâng lên khỏi sàn luôn, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về trước. Hít vào, giữ chặt chân trước, chắc chân sau và nâng hai tay, vươn người lên trời, vươn hai tay cao lên, nếu được ngẩng mặt nhìn theo tay luôn. Thở ra, rạp về trước, chống hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế đào đót, tư thế chữ V ngược, đẩy mông cao lên, vươn về trước và nằm rạp người xuống sàn, đầu gối bụng ngực cằm. Hít vào, ép thân sau, nâng lên tư thế rắn hổ mang và nhọn chân đẩy ra sau trong tư thế chữ V ngược, đẩy dài và giãn dài người ra sau. Đá chân phải cao lên trời, chỉ thẳng mũi chân phải, mở rộng hông rướn lên và bước chân phải lên giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt rướn lưng nhìn thẳng về phía trước. Giữ chặt chân trước và chân sau, hít, vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên. Các ngón tay xòe và vươn cao lên trời. Thở ra, rạp về trước, chụm hai tay xuống thảm và rút chân trước ra sau.
trong tư thế chữ V ngược, tư thế đao đó, rạp người về phía sau. Hít vào, đưa về trước, plank pose, đổ rạp người xuống sàn, đầu gối, bụng, ngực. Hít vào, mở lồng ngực, rướn lên, tư thế rắn hổ mang, thân sau ép chặt dưới sàn, rồi nhón chân và đẩy ra sau. Trong tư thế đao đó, đẩy dài người, hít và thở dài một vài nhịp ở đây. Một nhịp nữa hít sâu, rồi thở dài ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía đầu thảm và bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài lồng ngực xuống, thở ra, hít vào, nhìn về trước, rướn lưng song song, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, mở ngang tay và vươn hai tay lên trời, rướn lên, chắp hai tay xuống trước lồng ngực, thở ra. Một vòng nữa cho chân bên trái, hít vào, vươn hai tay, rướn dài, người kéo giãn lưng, thở ra, rạp dài về trước, hai tay chụm bên cạnh chân, đầu lỏng xuống, hít vào, ngẩng mặt nhìn về trước, thẳng lưng, thở ra, rạp xuống sàn và bước chân trái ra sau, bước dài về phía cuối thảm, nhón các đầu ngón tay lên và thực sự cảm nhận lực bây giờ dồn lên hai chân, chân trước và chân sau, nhìn thẳng về một điểm trước mặt, các đầu ngón tay nhón, cảm nhận chắc lên chân, hít vào, vươn hai tay, rướn dài người, kéo giãn hai tay, cao người lên, thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút chân ra sau trong tư thế đao đó. Thở ra, vươn về phía trước trong tư thế plank, đổ rạp người xuống sàn, úp chân sau, uốn lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên, nhón mũi chân sau và đẩy ra sau trong tư thế đao đó. Đẩy dài, thở dài ra. Hai tay bám chặt, đạp chặt chân phải, đá chân trái cao lên trời, mở rộng hông, rướn lên và bước chân trái lên giữa hai tay. Nhịp nhịp nữa nhón các đầu ngón tay, dồn lực lên chân, xoay mặt nhìn về phía đầu thảm, rướn lưng về phía trước, cố gắng đừng cúi cằm xuống mà ngẩng mặt, rướn người nhìn lên. Hít vào, vươn hai tay, rướn cao, dài người lên trời, rướn. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế đao đó, để dài người ra sau. Vươn về trước, plank pose, đổ rạp toàn bộ người xuống sàn, lật lồng ngực, uốn lưng, mở lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên, tư thế rắn hổ mang, nhón mũi chân và đẩy ra sau trong tư thế đao đó, đẩy dài và thở dài, giãn hết người ra sau luôn. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về điểm giữa, giữa thảm, nhìn về điểm giữa hai ngón tay, bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài lồng ngực xuống, thở ra, hít vào, rướn lưng song song mặt đất, thở ra, rạp xuống thảm, hít vào, mở ngang tay, vươn người, rướn lưng lên và chắp hai tay xuống trước lồng ngực, hít bằng mũi sâu, thở dài ra, hít bằng mũi sâu, rồi thở dài ra. Từ vị trí đầu thảm mình bước chân trái ra sau, mình sẽ ôn lại tư thế chiến binh, tư thế warrior mà bài trước mình đã học. Bước chân trái dài tới cuối thảm, mép bàn chân trái song song với mép thảm, giữ lưng thẳng, toàn bộ người xoay trên mặt phẳng này, khuỵu đầu gối phía trước, vươn hai tay lên trời, rướn cao rồi thở ra, mở ngang hai tay, mắt nhìn về phía tay phải, thẳng gối trước, hít vào, vươn hai tay, nhìn lên trời, thở ra, mở ngang tay,
rịnh đầu gối phía trước vuông góc. Hít vào, tay vươn lên trời rụn người lên. Thở ra, mở ngang tay, nhìn về phía đầu thảm. Nhịp cuối cùng hít, vươn lên. Rồi, thở ra. Chống hai tay lên hông, thẳng đầu gối bên phải, đóng chân phải và mở chân trái ra. Mũi chân trái chỉ về phía cuối thảm, mép chân phải song song với mép thảm phía sau, lồng ngực mở rộng ra. Từ vị trí này, khuỷu đầu gối phía trước, giữa người ngang trên mặt phẳng ngang. Hít, hai tay vuông, rướn nhai hai tay lên trời. Rồi thở ra, mở ngang hai tay, mắt nhìn về phía tay trái. Hít, thở ra, thẳng gối trước, hít, vươn hai tay, rướn lên. Thở ra, mở ngang hai tay, khuỷu đầu gối trái. Hít vào, rướn người thẳng gối trái. Thở ra, một nhịp nữa, hít. Thở ra, nhịp cuối cùng, hít vào, vươn người rùn lên. Rồi thở ra, mở ngang tay, nhìn về trước và chống hai tay lên hông, thẳng đầu gối trái, đóng chân trái và mở chân phải, xoay mặt về phía đầu thảm, bước chân sau lên đầu thảm và đứng thẳng lên trở lại. Lắc lư nhẹ vai, lắc lư nhẹ hông. Hít, rồi thở dài ra. Nhịp thở cuối cùng, hít vào sâu và thở ra. Mình sẽ tập tư thế mới của ngày hôm nay, đó là tư thế tam giác, còn gọi là tư thế triangle. Từ vị trí đầu thảm, rút chân trái ra sau, bước dài chân trái về cuối thảm, giữ mép chân trái song song với thảm giống như tư thế chiến binh. Vươn hai tay, rướn dài người lên trời, hít, rướn lên. Thở ra, mở ngang hai tay, từ vị trí hai tay song song với thảm, mình rướn tay phải nhiều về trước, rướn dài về trước nữa, tay trái vươn ra sau, tay phải chỉ về trước. Rướn nha hai người, một nhịp nữa, vươn về trước, vươn nhiều về trước. Rồi bước thứ nhất, mình có thể đặt tay lên chân phía trước, chân phải, và rướn tay trái vươn góc lên trời, rướn nha hai lên. Từ vị trí này, nếu bạn cảm thấy thoải mái, có thể rời tay phải ra và chống các đầu ngón tay xuống dưới sàn, tay trái vươn lên trời, kéo dài bàn tay phải trái và bàn tay phải xa nhau ra, hai vai mở rộng ra. Một nhịp thở nữa, hít sâu. Rồi thở dài ra, chống tay trái lên hông, nâng người bên phải lên, đóng chân phải và mở chân trái ra. Nhìn về phía trước, vươn hai tay, rướn dài người, giãn lưng, hít. Thở ra, mở ngang hai tay, giữ hai tay ở mặt phẳng ngang, rướn tay trái nhiều về phía trước, vươn nhiều về phía trước nữa, ra hấp xuống và đáp lên chân trái, vươn tay phải cao lên trời và ngẩng mặt nhìn theo tay phải, rướn lên. Cố gắng giữ hai đầu gối thẳng ra, đầu gối phía sau đừng khuỵu mà đạp thẳng ra, đầu gối phía trước cũng thẳng ra, mắt ngẩng mặt nhìn lên trời. Hít vào, rồi thở dài ra. Nhịp cuối cùng, hít vào sâu và thở ra, chống các đầu ngón tay trái xuống sàn. Nếu được, nếu bạn vẫn giữ tốt thăng bằng ở đây, các đầu ngón tay trái chống xuống, tay phải vươn lên, kéo hai vai xa nhau ra. Một nhịp thở nữa thôi, hít sâu. Rồi, thở ra, kéo tay phải chống lên hông, nâng người lên. Trở lại, đó là tư thế tam giác, tư thế triangle. Đóng chân trái, xoay về đầu thảm và
bước lên đầu thảm trở lại. Hai chân mở rộng ra bằng hông, hai vai mềm ra, hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, mềm vai, hít, thở ra. Nhịp cuối cùng hít. Rồi, thở dài ra, lọng vai, lọng lưng, mềm lồng ngực ra. Khuỵu hai đầu gối và chống hai tay xuống thảm, lùi hai đầu gối ra sau. Bây giờ mình sẽ học cách giữ và gồng chặt cơ bụng trong các động tác như là plank pose hay là các động tác gồng bụng. Hai chân úp chặt vào dưới sàn, hai tay chống về phía trước. Từ vị trí thả lỏng này, bạn có thể nhìn thấy là lưng mình nó sẽ bị lọng xuống, mềm lưng ra, lọng xuống như vậy. Lúc gồng cơ bụng, tức là bạn phải nâng hết phần bụng lên. Quan sát vào phần thắt lưng nha. Phần thắt lưng bạn sẽ nâng lên, siết chặt và nhìn thẳng về phía trước. Đây là vị trí gồng cơ bụng. Bạn gồng đúng, bạn sẽ cảm thấy rất là mỏi, bụng mỏi và vai rất là mỏi. Thả lỏng xuống, mềm ra. Lặp lại lần nữa một vài nhịp cho mình quen cảm giác nâng cơ bụng nha. Đây là vị trí thả lỏng, đây là vị trí gồng cơ bụng. Rồi, thả lỏng ra. Một lần nữa, đây là gồng cơ bụng, đây là thả lỏng. Nhịp cuối cùng, gồng cơ bụng nâng lên. Rồi, thở ra. Gồng cơ bụng khi tập yoga sẽ giúp bạn tránh bị đau thắt lưng. Thắt lưng là một bộ phận mà khá nhiều bạn tập thể dục và tập yoga thường hay than phiền là hay bị đau. Có lẽ là do mấy bạn không sử dụng được phần cơ ở phần bụng phía trước, cho nên mới sử dụng tới lực ở phần thắt lưng ở phía sau và dẫn tới là bị đau thắt lưng. Bây giờ mình sẽ áp dụng động tác này, áp dụng cách gồng cơ bụng này vào trong cách tập động tác plank pose. Hai tay bạn chống về phía trước. Động tác plank còn có tên gọi là tư thế tấm ván. Hai đầu gối đưa ra sau, thả lỏng bụng ra trước, hít vào, hóp bụng, gồng chắc bụng lại, giữ đầy, nhọn các đầu ngón chân, nâng đầu gối và thẳng hai chân của bạn ra, thả lỏng bụng. Một vài cách sai như là mình thả lỏng bụng xuống như vậy thì không phải là động tác plank mà nó làm đau lên phần thắt lưng. Gồng bụng, siết chặt và nhìn về trước, đây là tư thế plank đúng. Có một vài bạn làm sai, như thế này là sai, cách này là sai. Bạn nướng mông lên quá cao và lực ép lên phần thắt lưng quá nhiều. Cuộn bụng vào trong, nhìn về trước, bụng siết chặt, đây là tư thế plank đúng. Tập lại lần nữa nha. Hai đầu gối hạ dưới sàn, hai tay giống dưới hạm, thả lỏng vai ra. Từ vị trí thả lỏng này, bạn hóp bụng, nâng phần cơ bụng chắc lên, chống thẳng tay, các đầu ngón chân sau chống. Từ đây nâng và thẳng đầu gối lên, giữ chặt ở plank pose. Hít, thở dài ra. Một nhịp nữa, hít sâu, phần hông siết chặt, phần bụng siết chặt, hai mũi chân, các ngón chân đẹp dưới sàn. Rồi thở ra, hạ đầu gối, thả lỏng thắt lưng, rác mềm qua phải, qua trái, lỏng ra. Một nhịp nữa, lần này mình sẽ vào động tác plank và giữ lại 5 nhịp thở. Có lẽ hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị cảm giác lên phần bụng này. Đưa hai chân ra sau, hóp bụng giữ chặt, tay và vai thẳng hàng nhau, bụng siết chặt, nhìn về phía trước. 5 4 3 2 1 Hạ đầu gối dưới sàn, lùi ra sau và thả lỏng trán xuống trong tư thế em bé. Mềm trán lỏng người ra.
Nhịp thở cuối cùng, hít sâu vào và thở dài ra, kéo hai tay chống bên cạnh đầu gối và ngồi thẳng lưng lên, ngồi lên gót chân. Bây giờ mình sẽ tập một vòng cuối cùng, một vòng chào mặt trời, trong đó mình có áp dụng động tác plank, tư thế tấm ván vừa tập hồi nãy, tư thế warrior, tư thế chiến binh mà mình đã tập hôm bài ở bài số 4, và tư thế triangle, tư thế tam giác mình cũng vừa tập hồi nãy luôn. Nào bắt đầu nha, đứng lên đầu thảm, mũi chân khép, gót chân hơi mở ra, hai tay chắp trước lồng ngực, hít vào, vươn hai tay, rướn dài, người nhẹ lưng lên, thở ra, rạp về phía trước, rạp xuống, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, rướn lưng song song mặt đất, thở ra, rạp xuống sàn, rút chân phải ra sau, nhón các đầu ngón chân và nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt về trước. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên, gót chân sau, hạ xuống sàn, mở ngang hai tay, tông tư thế chiến binh, mắt nhìn về phía tay trái. Hít vào, hai tay vươn lên trời, thẳng đầu gối trái, rướn người lên. Thở ra, mở ngang hai tay và rướn tay trái nhiều về trước, chống các đầu ngón tay trái xuống sàn hoặc là nắm tay trái lên chân trái, vươn tay phải lên trời, giãn người ra trong tư thế tam giác. Hít vào, nâng người vươn lên trong tư thế chiến binh. Thở ra, hai tay chống lên hông, nhón mũi chân sau, xoay mặt về phía trước và chống hai tay xuống sàn. Từ vị trí này rút chân trước ra sau. Đây là lưng thả lỏng, gồng siết bụng lại trong tư thế tấm ván, tư thế plank pose. Giữ một nhịp, hít vào sâu và thở dài, nằm rạp người xuống sàn. Lật lồng ngực, uốn lưng, ngẩng mặt nhìn lên, nhón mũi chân và đẩy dài ra sau trong tư thế đao đó. Giãn dài lưng, lắc hông qua phải qua trái, rạp dài người ra sau. Một lần nữa, hít, chân phải đá cao lên trời, rướn mũi chân cao lên và bước lên giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về phía đầu thảm. Hít vào, hai tay vươn rướn dài người lên. Thở ra, gót chân sau, hạ dưới sàn, tay mở ngang trong tư thế chiến binh. Hít, hai tay vươn đầu gối thẳng, rướn lên. Thở ra, mở ngang tay, tiến tay phải nhiều về phía trước, nắm lấy ống chân hoặc là chống tay xuống sàn, tay trái vươn cao lên trời, nhìn lên. Hít, đầu gối trước khuỷu, vươn ngang hai tay trở lại, rồi thở ra, chống tay lên hông, xoay mặt về phía đầu thảm, mũi chân sau nhón và đáp hai tay xuống sàn. Mình rút chân trước ra sau trong tư thế tấm ván luôn, rút chân trước ra sau, bụng siết chặt nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống sàn, hít, rắn hổ mang, rồi thở ra, tư thế đào đó, giãn dài, đẩy ra sau, lắc vai, lắc hông, rạp người, thở dài ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, đưa hai đầu gối lên đầu thảm, kéo hai đầu gối lên đầu thảm, kéo chân và ngồi lên gót chân, ngồi lên phần mông, vai mở rộng ra, nhịp thở chậm và dài ra. Tay phải đặt lên đầu gối bên trái, tay trái đưa ra sau, xoắn hết người, mở lưng ra sau. Một nhịp thở nữa, hít vào sâu, thở xoắn ra sau, rồi đưa về đầu thảm.
Đổi bên, tay trái đặt lên đầu gối, bên phải, tay phải đưa ra sau, xoắn hết người về sau. Nhịp cuối cùng hít vào sâu. Rồi, thở ra xoay về đầu thảm, hai tay đặt lên đầu gối. Nhẹ nhàng đưa hai chân về phía trước và nằm dài người ra, nằm dài ra trong tư thế thả lỏng. Hai tay mở rộng, hai chân dài ra, kéo hai đầu gối và đổ nghiêng về bên phải. Xoay mặt nhìn qua bên trái. Rồi nâng hai đầu gối lên, đổi bên, đổ hết hai đầu gối về bên trái và xoay mặt về bên phải. Rồi từ từ quay về giữa thảm trở lại, dài hai chân, dài hai tay mềm, xuôi theo thân, thắt lưng thả lỏng, hai chân vai thả lỏng, nhắm mắt và hít thở đều, giữ tư thế thả lỏng trong vòng 3, 5 phút hoặc là 10 phút nếu bạn có thời gian. Kéo hai đầu gối vào lồng ngực, đổ nghiêng người qua một bên, chống tay và ngồi thẳng lưng lên luôn. Hai tay đặt lên đầu gối, mềm người ra. Cảm ơn bạn đã tập cùng blog Yogi Travel VN. Nhớ bấm nút like và bấm nút theo dõi ở bên dưới để cập nhật bài tập tiếp theo nha. Cảm ơn và Namaste.